giả danh chủ tịch tỉnh Hải Dương để lừa tiền. Các đối tượng đã lập tài khoản Gmail có tên và hình nền giống chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, sau đó gửi thư đến tài khoản email của lãnh đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hải Dương để nhờ chuyển tiền. Mới đây, công an tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi các đơn vị, ban, ngành, các sở và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương về việc thông báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung công văn cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, sự phát triển của khoa học công nghệ, các đối tượng sử dụng thông tin giả để tạo lập tài khoản Facebook, Zalo, Gmail, mạo danh người thân, mạo danh lãnh đạo các cấp, các cơ quan, ban, ngành thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này có xu hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn mới. Ngày 26 tháng 9, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện việc đối tượng tạo lập tài khoản Gmail với tên hiển thị là Triệu Thế Hùng, tên đăng nhập, tri theo hung Hai du ông gov gmail com, ảnh nền giống với tên hình ảnh ông triệu thế hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương sau đó các đối tượng đã sử dụng tài khoản gmail này gửi thư đến tài khoản email của lãnh đạo sở bang ngành thuộc tỉnh hải dương nhờ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp đây là phương thức thủ đoạn mới của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín các lãnh đạo gây mất an ninh trật tự tại địa phương nội dung công văn của công an tỉnh hải dương viết